Chào các bạn, nhân dịp năm mới, kênh Qua Cảnh xin kính chúc các bạn và gia quyến được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Qua Cảnh sẽ cố gắng làm những video hữu ích để gửi đến các bạn. Mong các bạn ủng hộ kênh nhiều hơn nữa để Qua Cảnh có động lực phấn khởi làm những video tiếp theo hay hơn nữa để gửi đến các bạn để chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Cảm ơn các bạn.